Các bạn trên tay mình ấy, chiếc cua bích số 6 bị chảy mực này, các bạn thì nhìn thấy đó. Rất là nhiều khách hàng bị hiện tượng chảy mực khi mà rơi va đập mạnh làm cho màn hình của cua bích số 6 bị chảy mực như này đó. Các bạn để ý nhé, đó, nó bị chảy mực tím ngắt này, nó cứ loang dần đó. Với cái lỗi liên quan đến màn hình của cua bích số 6 bị loang mực như này, chảy mực như này, thì không có phương án nào khác ngoài phương án phải thay trọn bộ màn hình. Cái cả bạn vẫn sử dụng được bình thường, cảm ứng cảm biết vẫn dùng được bình thường, nhưng với cấu tạo màn hình AMOLED như này thì việc nó chảy mực không thể có phương án nào khác ngoài việc thay toàn bộ màn hình. Hiện tại Di Động Cao Cấp .vn có mọi loại linh kiện trên Google Pixel 6 nói chung và màn hình của Google Pixel 6 nói riêng thì mới bị các bạn khi cần. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di Động Cao Cấp .vn, kỹ thuật viên để Di Động Cao Cấp .vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Xin cảm ơn quý bạn đã xem video từ Di Động Cao Cấp .vn. Chỉ nhận sửa chữa thay thế full các lỗi sự cố liên quan đến Google Pixel 6. Xin cảm ơn quý bạn.